Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Villa Shop. Mình là Bảy Ngữ. Hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em hai sản phẩm cực kỳ quan trọng. Anh em có tò mò về sản phẩm đó không? Hãy comment ở bên dưới để đoán xem sản phẩm đó là gì nhé. Hãy cùng nhau đi đến với sản phẩm này nào. Có phải anh chị đang tìm kiếm một chiếc micro có thể hát tốt cho dàn karaoke gia đình, vừa có thể hát tốt cho loa kéo mà lại nhỏ gọn, tiện lợi, giá cả lại phải chăng? Micro nhà anh chị mua về nhưng vẫn hát chưa hay, và anh chị đang nóng lòng tìm kiếm một chiếc micro mới có thể cải thiện và hỗ trợ giọng hát của anh chị tốt hơn. Hoặc micro nhà mình hai chiếc đã hát hay rồi, nhưng anh chị đang tìm kiếm 3 đến 4 chiếc để tất cả mọi người trong gia đình có thể thoải mái hát cùng nhau. Như anh chị cũng đã biết rồi đó, micro chính là người bạn đồng hành và người hỗ trợ không thể thiếu trong các cuộc vui ca hát của chúng ta, đúng không nào? Nếu như anh chị đang gặp phải những vấn đề trên và đang băn khoăn tìm kiếm một chiếc micro mới đầy đủ cả 3 tiêu chí ngon, bổ và rẻ, thì đây, Boss VM70 và Boss VM40 sẽ là những lựa chọn rất là tuyệt vời cho anh chị đấy. Với thiết kế nhỏ gọn và sang trọng, tay cầm của micro Boss VM70 có độ lớn vừa phải, đem lại cho anh chị cảm giác cầm rất thoải mái, chắc chắn. Và chiếc micro Boss VM40 của chúng ta cũng có thiết kế tương tự như Boss VM70 vậy. Trên thân micro có một màn hình LCD nhỏ, hiển thị đầy đủ các thông tin về tần số. Micro Boss VM70 có cả nút điều chỉnh âm bass và âm treble ngay trên thân micro, rất là tiện lợi. Bên cạnh đó, micro Boss VM70 được tích hợp các hệ thống lọc âm tiên tiến cùng với khả năng chống hú khá là tốt, có thể tự động lọc bỏ các tạp âm như là những âm gió, tiếng thử do chính người tạo ra và cả những tiếng ồn bên ngoài, đem lại trải nghiệm hát karaoke cho anh chị chuẩn và chân thực nhất. Hơn nữa, chiếc micro này có khả năng hú âm nhẹ nên anh chị có thể hát karaoke một cách nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Với khả năng hỗ trợ cải thiện giọng hát, Boss VM70 giúp anh chị khi hát lên tông cao không còn bị hụt hơi và đuối sức nữa. Ngoài ra, Boss VM70 có khả năng phát sóng xa khá là tốt, anh chị có thể vừa dễ dàng di chuyển để vừa ca hát vừa giao lưu cùng với mọi người được. Đặc biệt, chiếc micro giá rẻ này hoàn toàn không kém thiết bị đầu vào, anh chị có thể kết nối với hầu hết các hệ thống âm thanh karaoke. Boss VM70 hoàn toàn hoạt động ăn ý với âm ly karaoke và cả loa kéo nữa. Với những tính năng như trên thì Boss VM70 và Boss VM40 có xứng đáng trở thành một thiết bị ngon, bổ và rẻ, và là người bạn đồng hành không thể thiếu trong dàn karaoke gia đình cũng như là chiếc loa kéo của gia đình chúng ta chưa? Nếu muốn sở hữu một trong hai chiếc micro Boss VM70 hoặc Boss VM40 ngay cho chiếc loa kéo hay là dàn karaoke